Hai tâm hồn cao quý gặp nhau, điều gì sẽ xảy ra? Tâm hồn cao quý là tâm hồn có sự tu dưỡng. Những phẩm chất tích cực như là lòng biết ơn, lòng từ bi, lòng trắc ẩn, sự bao dung vị tha tha thứ và rất nhiều những phẩm chất tích cực khác, thể hiện qua lời nói hành động và cách người đó cư xử với những người xung quanh. Khi một người kiên định cam kết lựa chọn tình yêu thể hiện trong cuộc sống của mình, đó là một tâm hồn cao quý. Và các bạn có thể hình dung, khi hai tâm hồn cao quý gặp nhau, họ sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau trong dòng chảy năng lượng của tình yêu. Tình yêu đối với cả hai, đó chính là sự lựa chọn, cam kết, kiên định, chung thủy với tình yêu mà mình lựa chọn đến hết cả cuộc đời. Bởi vì cả hai nhận thức sâu sắc rằng họ đến với nhau, họ có sứ mệnh thiêng liêng trong cuộc đời này để cung cấp tình yêu dồi dào của họ, cung cấp tình yêu vĩ đại của họ đã hòa hợp với nhau để làm lời lạc cho hành tinh trái đất này, cho rất nhiều người xung quanh họ. Và để gặp được tâm hồn cao quý, bạn hãy tu dưỡng nội tâm và thể hiện rất rõ ràng những phẩm chất cao quý của mình. Khi bạn dành cho bản thân mình đầy đủ những phẩm chất cao quý mà bạn có, trong việc hỗ trợ tích cực bản thân bạn phát triển tích cực, không chỉ là cơ thể vật chất, tinh thần mà còn là cơ thể tâm linh, nâng đỡ bản thân bạn trên mỗi bước đường đời, dìu dắt bản thân bạn vượt qua những giông bão của cuộc đời. Khi bạn thể hiện phẩm chất cao quý với chính bản thân mình, bạn đang hiểu rất rõ ràng phẩm chất cao quý là gì, và bạn đang thể hiện một cách tinh tấn trong cuộc sống của bạn. Đó là ánh sáng dẫn lối. Người bạn đời của bạn, tri kỷ của bạn, người có phẩm chất cao quý giống như bạn bước vào cuộc sống của bạn, để hai bạn cùng nhau hòa hợp năng lượng, cùng nhau thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của đời mình. Hãy tin tưởng vào phẩm chất cao quý của bạn. Hãy tin tưởng vào người bạn đời cao quý của bạn luôn hiện diện trong cuộc sống. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.